Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên mục Ai hơn ai. Vị tướng ngày hôm nay chúng ta đi so sánh là Joker bên Liên Quân Mobile và ai? Ngu cơ Vương giả Vinh Diệu. Nội tại của Joker, mỗi 10 giây hoặc sau khi sử dụng chiêu 2, Joker sẽ nạp đạn và khiến đòn đánh thường gây từ 3-7% máu hiện tại của mục tiêu, cộng 40% công vật lý, sát thương vật lý. Joker sẽ có tối đa 5 viên cường hóa, chiêu 1 chúng tướng sẽ nhận 2 viên, chúng lính và quái sẽ nhận 1 viên, chiêu 3 chúng địch sẽ nhận được 3 viên. Nội tại của ngu cơ sẽ có 25% cơ hội bắn 2 mũi tên và gây tổng cộng 100, cộng 120% công vật lý, sát thương vật lý. Đồng thời, tốc độ di chuyển của kẻ địch sẽ giảm 15% trong 2 giây. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Chiêu 1 của Joker sẽ khai hỏa khẩu súng phóng lựu gây 365-915, cộng 180% công vật lý, sát thương vật lý lên mọi mục tiêu trúng chiêu. Những nạn nhân trúng chiêu về sau sẽ chịu sát thương giảm dần 10%, tối đa giảm còn 60%. Còn về chiêu 1 của ngu cơ sẽ bắn nỏ theo hướng chỉ định. Chiếc nỏ sẽ gây 365-1240, cộng 200% công vật lý, sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng phải. Mục tiêu thứ hai trở đi sẽ bị giảm 15% sát thương và giảm tối thiểu là 40%. Kỹ năng 2 sẽ giúp Joker loại bỏ mọi hiệu ứng làm chậm trên bản thân, đồng thời sẽ nạp đạn cường hóa và tăng 30-60% tốc chạy kèm hiệu ứng miễn nhiễm sát thương vật lý trong 2 giây. Về chiêu 2 của ngu cơ sẽ được tăng từ 30-60% tốc độ di chuyển và miễn nhiễm với sát thương vật lý trong 2 giây. Đồng thời, đòn đánh tiếp theo sẽ kích hoạt nội tại. Ngu cơ sẽ được miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế tại thời điểm kích hoạt kỹ năng, có thể là làm chậm, choáng hoặc là hất tung. Để có thể miễn nhiễm với cái hiệu ứng khống chế, các bạn cần phải sử dụng kỹ năng kịp thời và đúng lúc. Nó chỉ rơi vào từ khoảng 0,1-0,2 giây trước khi hiệu ứng khống chế bay tới thôi. Còn ngoài ra thì các bạn hầu như là sẽ khó có thể căn được cái nội tại này. Nội tại của chiêu này là ngu cơ sẽ được tăng tốc độ tấn công từ 20-30%. Chiêu cuối của Joker sẽ nhảy tới mục tiêu và làm choáng nhẹ trong 0,5 giây rồi giật ngược về, gây từ 530-900, cộng 240% công vật lý, sát thương vật lý kèm hiệu ứng làm chậm 50% trong 2 giây. Suốt thời gian thực hiện chuỗi động tác này, Joker sẽ không thể bị khống chế. Và sau khi dùng chiêu thì sẽ được tăng từ 50-100% tốc đánh trong 4 giây. Về phía của ngu cơ thì ngu cơ cũng sẽ lao về phía trước mục tiêu, gây choáng 0,5 giây và giảm 90% tốc chạy của kẻ địch trong 2 giây. Sau khi nhảy ra, cô sẽ bắn 2 mũi tên nỏ vào mục tiêu. Mỗi mũi tên sẽ gây 180-270, cộng 85% công vật lý, sát thương vật lý. Sau đó sẽ nhận thêm 30-50% tốc đánh trong 4 giây. Trong chuỗi thao tác lao tới và quay trở về, ngu cơ cũng sẽ được miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế. Với những thông tin ở bên trên thì bây giờ chúng ta có thể đi tới phần kết luận. Về phần nội tại thì cơ chế nội tại của Joker sẽ gây sát thương theo phần trăm máu, còn về phía ngu cơ thì sẽ gây sát thương theo phần trăm công vật lý. Cái nội tại của Joker sẽ tốt hơn khi mà Joker gây sát thương lên những cái vị tướng tanker hay là đấu sĩ mà nhiều máu nhiều giáp. Còn về phía ngu cơ thì ngu cơ sẽ gây sát thương tốt hơn lên những cái vị tướng máu giấy. Tiếp theo là về chiêu 1, chúng ta sẽ để ý tới hai chỉ số sát thương. Tất nhiên là bên phía ngu cơ có chỉ số sát thương cao hơn khá là nhiều so với Joker. Nhưng có một điểm mà Joker hơn, đó chính là cái tầm bắn của Joker xa hơn ngu cơ khá nhiều. Bản thân của mình cảm thấy cái chiêu 1 của Joker nó bị dài quá ấy. Nó dài quá, cứ như tầm của ngu cơ mà sát thương cao là được rồi. Nhiều khi dài quá chúng ta kéo bản đồ nó hơi bị khó chịu một chút. Tiếp theo là đến chiêu 2, ngoài việc được tăng tốc chạy và miễn nhiễm với sát thương vật lý thì Joker sẽ được, khi sử dụng kỹ năng thì sẽ được nạp đạn cường hóa. Còn về phía ngu cơ thì có cái khả năng, có cái xác suất là miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế, nhưng mà cái xác suất này là rất nhỏ. Mình chơi ngu cơ cũng khá là nhiều, nhưng mà cái xác suất mà mình sử dụng được cái nội tại này thì chắc chỉ rơi vào tầm vài ba lần thôi. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi tới phần chiêu cuối. Về chiêu cuối thì sát thương của Joker khi mà nổ sẽ gây nhiều sát thương hơn ngu cơ rất là nhiều. Còn về phần làm chậm thì Joker kém hơn khi mà ngu cơ có tới 90% làm chậm kẻ địch, còn Joker chỉ là 50% thôi. Và sau khi tung chiêu, Joker sẽ được tăng từ 50-100% tốc đánh.
về phía Google sẽ chỉ tăng từ 30 tới 50% tốc đánh thôi. Bởi vì bản thân Joker là xạ thủ thiên về kỹ năng, cho nên mọi người có thể nhìn thấy cái bộ chiêu thức của Joker hầu như gây sát thương cực kỳ là cao, cao hơn so với Google khá là nhiều. Và sau khi chỉnh sửa cách đây khoảng hơn 2 năm rồi thì Google đã hoàn toàn trở thành AD thuần bắn sát thương tay. Nó không phụ thuộc quá nhiều sát thương vào kỹ năng, mà kỹ năng sẽ thiên về việc giải hiệu ứng khống chế hoặc là gây hiệu ứng khống chế, chứ nó không gây quá nhiều sát thương. Nhưng mà chiêu 1 của Ngooker là ngoại lệ. Chiêu 1 của Ngooker khi mà về cuối game các bạn bắn AD một phát bắn thôi, nó phải rơi vào tầm khoảng nửa cây máu, sau đó các bạn bắn thường chỉ tầm 2 đến 3 phát hoặc là cùng nắm là 4 phát là AD lên bảng rồi. Đó là tất cả những gì mà mình biết về Ngooker và Joker. Và nếu các bạn có những ý kiến bổ sung nào về hai vị tướng này thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới. Ngoài ra, tất cả những ý kiến đóng góp hay là ý tưởng của các bạn cũng có thể bình luận ở phía bên dưới. Và nếu các bạn muốn mình làm về vị tướng nào, các bạn hãy cứ tích cực comment ở phía bên dưới nha. Bởi vì tính của mình khá là hay quên, các bạn nhắc nhiều thì mình sẽ nhớ thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! In the sky.